Đúng 10 trái mít. 10 trái không? 10 trái. Trái này được 14 kg, trái mít bự nãy mọi người. Đây, trái đầu tiên. Dữ lắm, chín anh ơi, chết dữ lắm, chết rồi. Cái vườn mít này có cây già hơn mười nữa. Cặp cái cá luôn rồi. Cái cơm hủ rồi. Đây được mấy trái bự nè, trong kia được mấy trái nữa. Trong vườn kia có à. Cam chặt lần lần rồi. Cái này vậy chứ không nhất luôn nha. Gì hả? Thu quá. Cày đi, vô rồi tính sau. Kỹ quá, trái bự phải kỹ phải không? Hả? Đâu có đâu. Thôi. Bự phải kỹ. Sảy cái tiêu. Lái đang đằng kia cắt mấy trái đằng kia mà. Hôm nay ít trái nha, nhưng mà trái tốt tốt không bạn, cực kỳ tốt. Đây nè, cắt được mấy trái bự nãy đây. Đấy, thấy không? Cực kỳ bự nha, trái này. Bên đây. Trái này chắc cỡ 18 kg á. Trái này 18 kg có mà, bự lắm. Chúng thấy bên đây mấy trái nữa, nó trái ít ít thiệt nhưng mà trái tốt rồi mà, bự bự không à. Chắc được mấy trái đâu. Nhớ chứ mít hôm hôm logic cho này không quá. Ừ. Chín luôn, mấy hôm qua chín rồi. Không kêu cắt không cắt. Chín rồi. Chín. Để đó, cho nó canh ký thượng nó ba mấy nãy ký. Chín luôn quá. Cái mương cầu đâu mà nó gì đây. Chín rồi đó. Dưới đây nè. Hay thứ gì cũng có. Chín luôn, bẻ để nó rụng uổng à. Cắt mít mà không gặp cho mắng còi thôi. Đây dài qua đây luôn, lái đang cắt phía trong này. Mít đen người ta đó ông ơi. Mua mít bi thôi chứ mua mít gì vậy? Mít gì chứ mít đen không, mít vàng là da xanh là xưa rồi phải không? Có giá nè. Trong kia chết nhỏ hả? Cái gì mấy trái nhưng mà mấy trái bự hôm nay mới nhất không nha. Ừ. Họ mua mấy trăm cây. Quá. Lứa này gì mà cũng đẹp, mít đẹp. Nó ghẻ, nó bán ít người ta mua phải không?
chứ được không? Ngon chưa? Mít này một xe luôn. Nhưng mít ngon không à? Ít thì ít thiệt nhưng mà nó ngon á. Thôi vô 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 vô. Thường rồi được trái bự nó sợ thử trước nó cắt nó sợ. Đổ qua. Bây giờ mình vô đây mình cắt mình lại ra mình dòm sáng mình dòm. Cắt rồi làm gì vậy? Lớp lúa này nhiều dữ ha, được chục trái không ta? Hên đó, đúng 10 trái thiệt hả? Đúng 10 trái mít. 10 trái không? 10 trái. Thấy cái này coi. Thấy không? Thấy không? Này rồi căng đi, 4 trái đó trời. Còn nữa. Ủa cái này trái gì ạ? Mới lăn qua đó. Cắt được 10 trái mít à? 10 trái với 4 triệu bạc. Nó chơi 8 kg rồi, xuống đi cầm vô. Tao làm mày gói cho mày, không làm tao gói được đâu. Ba trái này mua mẫu 30 á. Sao hết được? Có gì đó hay nè. 35. 35 khoan đi. Trái này nó là cộng vô cái nhất đi rồi. Ừ. Ông nội ơi. Gì rồi, cái gì? Cái đó. Cái gì? Vậy? Cái gì? 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 Sáu ký hả? Mày có 4 ký à? Cái gì mà nhiêu cái đủ mẹ. Chứ mít bi đó, giờ mấy ký? 5 ký chứ mấy ký? Bi là cả thằng cũng bi. Bi có 5 ký. Con muối là bi nữa. Cái nào 5 ký? Bi 5 ký nữa. Chạy đó. Bi hút rồi nè. Chạy luôn rồi. Đi với mấy? Trời ơi trời, 4 ký đủ bất căng. Vậy chợ sao mà cái này mày lấy tao chợ là sao hả? Ừ. Mày chợ cái gì mà không lấy nổ ha? Trời ơi, còn cái gì thì quá rồi, quẹo chứ vậy hả? Còn trái 15 ký công vậy đó, mấy chợ được lại cái đó 17 ký nè. Ừ. Rồi cái này nào mời cho ông cái nào mời đây. Đang mua thì ba lợn đó ông Pháp. Cái này lên cho 4 rồi. Mất thét rồi mấy chim. Đi đâu không biết. Hồi sáng kia đi cho đồ không đi. Mít nhất là trời. Nhất này con quất nó đục cái gì chứ. Chắc này mít để cho cá ăn rồi. Cá này được 14 kg với mít bự nãy rồi. Gần 14 kg.
cái mít này thì nó bị lỗi nè các bạn. Thối. Chưa chín mà nó cắt vô luôn rồi. Đây. Thối cuốn. Thối nó thối cuốn nó không lấy nè. Mít này ngon chứ bộ. Muối gì dày không mình. Ngon quá. Mít bự này. Khủng thiệt. Trái này lái nó không mua, để lại cho nó chín là mình ăn thôi mà. Không mua được thì để ăn thôi, không bán được. Ok, để ăn được.